Xin chào tất cả quý vị khán giả. Thì chắc Luân nghĩ Luân cũng như những anh chị em khác đều rất là nôn cái buổi họp báo ngày hôm nay. Có lẽ đây là bộ phim đầu tiên của tất cả các anh chị em làm một bộ phim dài như vậy, gắn kết với nhau như vậy, và cảm thấy là sau khi chiếu phim á, mọi người có một cái tình cảm giống như những anh em ruột thịt ở trong phim luôn. Vì vậy đây là bộ phim truyền hình mà đối với Luân không có phân loại giữa truyền hình hay điện ảnh, mà sẽ là một bộ phim cho đến thời điểm hiện tại là bộ phim mình mong muốn được xem nhất, và mình mong muốn được đi tham gia tất cả những cái sự kiện của cái bộ phim này, ngay cả cái việc phỏng vấn hay họp báo, nên là mọi người rất là nôn gặp nhau. Và cũng là một bộ phim mà dù không có cái dịp nào đó của cái comeback của bộ phim, nhưng mọi người vẫn tạo ra những cái dịp để gặp nhau của năm anh em, cho nên là tất cả những cái dịp như vậy thì hầu như không ai từ chối. Và Luân được biết là như anh Thái Hòa trước giờ anh ít đi những cái sự kiện gì lắm, nhiều khi phim của anh còn không đi nữa. Nhưng mà hôm qua có nói chuyện với anh cũng nói là đây là bộ phim đầu tiên mà anh tham gia tất cả những cái talk show hay là cái tất cả những cái khác. Đây là trước đây thì Luân có đóng chung với Nhã Phương, Thúy Ngân rồi, nhưng mà anh Thái Hòa, anh Trương Thế Vinh và chị Hồng Ánh là đây là lần đầu tiên, và mình thật sự rất là áp lực từ đầu, vì nói gì đi nữa thì trong tất cả mọi người mình vẫn là cái người non nhất, vẫn là cái người mà mới nhất, lính mới nhất, nên mình cũng không có mình cũng không có nhiều kinh nghiệm để mình diễn mà đu theo mọi người để cho nó không bị chênh lệch quá nhiều. Nhưng mà rất may là cái đó lại không phải là cái nỗi sợ mình, mà trở thành một cái thuận lợi cho mình khi mọi người luôn giúp đỡ lẫn nhau và luôn hỗ trợ và tạo cho nhau những cái năng lượng tích cực để mình có thể làm tốt. Riêng vai này thì bản thân Luân thì Luân nghĩ chắc là cho đến thời điểm hiện tại thì đây là một cái vai nặng ký nhất, khóc nhiều nhất, tâm lý nhiều nhất, hành động mệt mỏi nhất cho đến thời điểm hiện tại. Đây là bộ phim mà tôi tiêu tốn của mình khá nhiều sức lực, cũng như là về kể cả về tinh thần cho đến giấc ngủ, cho đến cái thể lực, tại vì có những cái cảnh hành động mà mình đã phải tốn rất nhiều công sức cho đó. Luân có nhiều lúc Luân quay xong Luân Luân ói tại đoàn phim luôn, mà mọi người cho Luân ăn đồ ăn hay uống nước đều bị ói ra hết, có nghĩa là nó mệt đến mức như vậy. Và sau cái cảnh đó là 2 3 ngày liền mình xuống cân, nhìn mình không khác gì những cái, mà mỗi mình sẽ có những cái hình ảnh hậu trường để mình gửi cho mọi người coi, cái cảnh đó mình quay xong là mình nhập viện luôn á. Đây là bộ phim mà thật sự là tiêu tốn quá nhiều cái nội lực của mình về con người vẫn lẫn vật chất hay là sức khỏe tinh thần, nhưng mà được cái là sau khi mà mình làm á, mà mình cảm thấy mình làm được, thì gần như những cái đó nó không còn là cái gì mà nó ảnh hưởng đến cho mình phải suy nghĩ á. Nó là chỉ cần thăng hoa thôi, chỉ cần làm được tốt thôi, cái năng lượng sung sướng khi mà mình làm được tốt cái điều đó nó bù đắp lại cho mình hết. À, Phương không hiểu sao Phương là người chuyên gia đi thiệt, tính ra tất cả những bộ phim tại nãy không có tiện nói trên kia đó, như là Hậu Duệ Mặt Trời, như là cái này, hay là Cuộc Sống Bình Thường nữa, kêu làm cái này làm cái kia gì cho làm da làm gì đó, không hiểu sao mình cứ bị bà này bà cứ thích hoài à. Có nghĩa là bà cứ kêu ok là mình đi làm, mà đa phần là những cái đó, những cái mà mình thay đổi quyết định đều là những cái trước đó là những quyết định trái ngược với cái việc mình làm. Ví dụ như là mình không có nhận phim này, mình không muốn nhận luôn, hay là mình không muốn nhận phim kia đi, thì Phương là người thuyết phục mình. Và hầu như thì mình thấy là đang hầu như là Phương thuyết phục cái gì thì thấy cái đó cũng là những cái có lợi cho mình. Có lẽ là Phương là một cái sao mà đem lại cái điều tốt cho mình chính, mà trong bộ phim này cũng rất là hợp là Phương và Luân là 2 người yêu thương nhau nhất. Luân thì cái vai dư thương cái người người nhân vật tên Báu rất là nhiều, và đến bây giờ ra đến ngoài đời thì vẫn cảm giác như bây giờ anh em giờ chuyển thành chị em luôn, thương lắm. Nói chung là bà này dễ thương. Nhưng mà ý là có phải là bạn nữ đồng nghiệp tương tác là ok nhất từ trước giờ là công tiếp Phương trong tất cả những cái gì mà trong tất cả những cái lần đóng phim thì cho đến hiện tại là Phương là người diễn viên đem lại cảm xúc cho Luân nhiều nhất, chứ không phải là người diễn viên nữ nha.
đó là khi mà nghe Phương thoại, khi mà nghe Phương nhìn Phương khóc, hay là những cái mà partner khi mà mình làm việc với nhau mà nhận cái cảm xúc của người khác để mình dùng cái cảm xúc đó để mình đẩy cảm xúc của mình luôn á, thì Phương đang là cái người mà mình nhận thấy cái điều đó rõ rệt nhất. Có lẽ là mình nghĩ Phương là một người có một cái tài, không biết cái đó là trời phú hay là do cái khả năng hay không biết, nhưng mà cảm giác được là Phương là người đem lại cái năng lượng cho bạn diễn đón nhận rất là nhiều, nhiều một cách rõ ràng luôn á. Và cô này là một cô mà nói sao ta, có lẽ là cái tâm tốt hay là cái gì đó, nhưng làm việc rất là hết mình. Phương là một người mà đó, cho đến hiện tại là thấy Phương là người diễn viên mà cho mình đón nhận cái cảm xúc nhiều nhất. Nói thì hơi kỳ, nhưng mà thật sự là trước giờ mình cũng để coi không xem quá nhiều Phương đóng phim, bởi vì trước đây thì phim có xem một vài phim điện ảnh, nhưng mà thì cũng nghe mọi người nói, cũng thấy là Phương hay bị có một cái màu sắc nó khá là tương đồng trong những vai trước, nhưng mà không hiểu sao mình thấy Phương hợp vai này hơn những mấy vai hồi xưa nha. Thích cái vai này của Phương hơn, thích cái kiểu này mà bà đóng một cái người để ghét đó, mà không hiểu sao mà ghét nhưng mà vẫn thích. Cái này là ghét cái nhân vật thôi, nhưng mà thích cái bà Nhã Phương tham gia cái vai này kiểu vậy. Định nói chung là coi đi, đáng yêu lắm. Và Phương với ông Ngà là hai người mà đóng những cái vai mà thật sự là thời gian đầu hơi khó khăn cho mình, là cứ ngồi chung một mâm là mình không thể nhịn cười được với hai người này. Nhưng mà tại tâm lý của mình là mình không được như vậy thì ok, mình khi mình nhập vai thì mình sẽ không thấy buồn cười, nhưng mà hai người này đóng dễ thương lắm. Nhưng mà nếu như có một dự án điện ảnh nào đó mà kêu hai người tham gia, có nói rồi, có nói rồi không biết, chưa nghĩ tới, nhưng mà có nói rồi là nếu như mà giá như có bộ phim nào đó mà đóng phim mời chung với Nhã Phương, mình chắc chắn mình sẽ tham gia. Nhưng mà nếu mà tốt nhất là nên đóng chị em, tại cái mood chị em đang ok quá, hiểu không? Tại cái mood chị em đang rất là dễ thương, thương bả lắm, thương cái kiểu mà trời, có mấy cái cảnh mà chỉ hành động thôi không cần thoại, mà rất nhìn thấy đậm tình chị em trong đó, nên làm nên được khai thác thêm về tình chị em. Ok, nếu mà là bộ phim vợ chồng vẫn đóng được thôi, nhưng mà cảm giác là cái mood chị em nguyên một năm qua đó, mọi người nghĩ đi, một năm trời mà mình làm việc với nhau không cần phải làm việc, chỉ ở với nhau thôi đã có tình cảm giữa người với người rồi. Không phải là tình cảm trai gái hay là gì đó, nhưng mà ví dụ như nếu mà ở với người chị thì cũng sẽ có tình cảm chị em với người đó, đúng không? Mà cái này không những làm việc chung nhau suốt ngày, gặp nhau trong một năm, mà còn phải làm cái tình cảm chị em. Và những cái lúc mà Luân bị đau đớn nhất, buồn nhất thì là Phương luôn ở bên cạnh. Cho nên là cái cảm giác nó nuôi trong một năm trời đó thì nó đang rất là còn nhiều sinh lực, nhiều cái gọi là sao? Nhiều, nó đang rất là đầy đặn, nó đang rất là vun đầy cho cái tình chị em đó. Thì nếu tiếp tục thì cái tình cảm đó nó sẽ được khai thác nhiều hơn. Trong phim này thì nó sẽ khai thác nhiều mảng khác nhau. Nhưng mà trong cái phần trình bày của phim đó, thì mấy người cũng thích tiếng Ngân với lại Luân. Thì Ngân với Luân thì Ngân thì thôi, giỏi quá rồi. Thì thấy nãy thấy chị Thảo nói không? Không ý kiến gì luôn. Có nghĩa là giỏi quá rồi. Thì lần này thì Luân tham gia một cái Ngân tham gia cái một cái mặt là một diễn viên thay đổi hoàn toàn luôn. Thì đối với Luân thì trước đây Luân tham gia với Ngân cái phim Gạo Tẻ Phần 2 đó, nó là một kiểu khác, là một người tomboy rất là cute, rất là dễ thương. Giờ qua đây thì lại là một hình ảnh khác. Thì Ngân thì là một người mà giỏi trong việc thay đổi biến hóa rồi, thì Luân thấy là để mà qua một bộ phim để mà cho khán giả ship người này với người kia rất là tùy thuộc vào Ngân thôi. Ngân muốn hay không rồi, chứ Ngân mà đã thể hiện rồi thì có thể là người ta sẽ phải ship thôi. Nếu như một người phụ nữ mình muốn chọn cái thì đồng hồ hả? Nếu như một người phụ nữ mình muốn chọn cái là Luân nghĩ là đừng hỏi Luân câu đó, mà hỏi tất cả những người con trai. Luân nghĩ là ai cũng sẽ coi đó là một sự lựa chọn tốt nhất, hoặc là không thể đụng đến. Khá nhiều, tất cả mọi người đều mất rất nhiều thời gian. Và Luân là một người cũng thật ra Luân thì Luân mất không cảm thấy mất nhiều thời gian, mà Luân cảm thấy chưa đủ thời gian để làm gì, để mình học hỏi thêm á. Tại vì sau cái bộ phim này mình học được quá nhiều thứ, gần như mình được học lại từ đầu những cái nghề của mình. Nói chung đây là bộ phim cho mình nhiều thứ, cho 5 anh em
đến qua ngoài đời vẫn là anh em, cho một cái nghề, cho một người chị, đó là chị Thạch Thảo. Ồ, chị quá good. Nhưng mà ý là về mình đóng phim này, mình có coi phim này không? Có coi sơ à. Nhưng mà tại vì Việt Nam và Hàn khác nhau nên không thể nào đưa cái nguyên bản đó về. Và khi mọi người Việt hóa lại, mọi người thay đổi gần như là nó không, nó chỉ gọi giữ cái sườn thôi. Nó thay đổi nhiều lắm và nó thêm rất nhiều. Giống như bài của Luân thêm rất nhiều luôn, thêm gần một nửa. Trước đây đã từng so sánh rồi nên cũng không có sợ. À, bản thân mình là mình sợ mình làm không tốt hay không chứ mình đừng sợ khán giả chê. Hãy đón xem bộ phim Cây Táo Nở Hoa trên Vichino và HTV2 tối thứ 2-3-4 hàng tuần. Sắp tới thì Luân có đang quay sắp xong một bộ phim tên là Thanh Sói, vai nhỏ xíu mà. Nhớ à, và sắp tới có làm MV nữa, nhớ tham gia nữa, nhớ coi, ủng hộ tôi, ủng hộ gia đình Cây Táo mà, Thanh Sói nữa.